Xin chào các em, hôm nay thầy hướng dẫn các em tải phần mềm Zoom về điện thoại để thứ hai tới chúng ta bắt đầu học trực tuyến nha các em. Đầu tiên các em vào CS Play, chúng ta sẽ gõ từ Zoom, đó là Zoom. Các em sẽ chọn từ Zoom Color Meeting, sau đó chúng ta bấm cài đặt và chấp nhận thì phần mềm tự động cài đặt ha. Chúng ta sẽ ngồi chờ đợi để nó hoàn tất. Sau khi cài đặt xong, các em thoát ra bên ngoài màn hình điện thoại thì nó sẽ có biểu tượng như thế này ha. Các em mở phần mềm lên, nếu chưa có tài khoản thì chúng ta sẽ đăng ký ha. Có hai cách lựa chọn để đăng ký, thì thứ nhất thầy sẽ chỉ các em cách đăng ký qua Facebook. Join a meeting. Đây là tham gia một cuộc họp nha các em. Sign. Còn đây là đăng ký. Sign in. Còn đây là đăng nhập. Do chúng ta chưa có tài khoản mà chúng ta đăng ký bằng Facebook thì các em sẽ click vào đăng nhập luôn ha. Ở đây nó yêu cầu chúng ta là đăng nhập địa chỉ email và password. Ở đây mình không có nên mình sẽ đăng nhập bằng biểu tượng Facebook. Các em bấm vào biểu tượng Facebook và chờ đợi nó chuyển sang một cái trang mới. Ở dòng này các em có thể sửa tên, ảnh đại diện và địa chỉ email của các em. Nếu không thì các em sẽ tiếp tục giữ cái tên của Facebook này. Rồi các em bấm vào đây nhé. Create account. Các em bấm vào đây để tạo tài khoản nhé. Vậy là các em đã đăng ký thành công rồi đó. Rồi nó sẽ chuyển chúng ta đến giao diện, đó là cái giao diện Meet and Chat. Ở đây các em không cần quan tâm nhiều, mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái phần Join này. Đó là chúng ta sẽ tham gia cái phòng chat. Muốn tham gia được cái phòng chat mà liên lạc đến giáo viên thì các em cần phải biết được 10 chữ số. Đó là cái ID của giáo viên cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ nhập vào đó để các em tham gia học tập. Các em bấm vào Join ha. Và nhập 10 chữ số ID. Thì ở đây mỗi một ID của giáo viên bộ môn là khác nhau. Vậy vào ngày nào, giờ nào, mình học môn nào thì mình sẽ nhập ID của bộ môn đó vào ha, để chúng ta tham gia học tập. Sau khi nhập ID xong, các em cần kiểm tra âm thanh và video, cần ở chế độ tắt ha, để tránh làm ồn hoặc là quay hình ảnh chúng ta không cần thiết. Các em bấm vào Join a Meeting, nó chuyển các em đến phòng họp ha. Các em nhìn thấy giao diện này, tức là chủ phòng chưa có lên. Các em tuyệt đối không được bấm vào chữ là các em sẽ đăng nhập lại. Để thầy mở máy bàn lên, đăng cái nick chủ phòng vào, dạy học tương tác giữa hai bên để cho các em biết. Đây là hình ảnh bên chủ phòng, tức là thầy cô đang dạy các em. Chúng ta bật mic và camera lên để kiểm tra, hỏi thầy cô có nghe và thấy hình ảnh các em hay không. Sau khi kiểm tra xong, các em thấy tốt thì tắt mic và camera. Khi cần thiết thì chúng ta hãy mở lên. Còn đây là các em gỡ bài lên cho giáo viên, có thể là ảnh hoặc là trang Word hay là một cái đường link. Ở đây thầy sẽ làm thử gỡ một cái bức ảnh lên ha, từ học sinh cho giáo viên. Các em vào đây là để nhắn tin ha. Các em bấm vào chat để nhắn tin. Các em muốn tắt thì bấm vào đây ha. Các em bấm vào đây là để chia sẻ cái đường link phòng chat đến cho mọi người, có thể qua tin nhắn, Messenger hoặc là qua Gmail nữa ha. Các em chọn vào đây có thể là giơ tay phát biểu hoặc là thích hay là vỗ tay. Các em chọn vào đây để thoát ra khỏi phòng chat ha, sau khi bài học kết thúc. We'll be right back.
Cách thứ hai là các em sẽ đăng ký bằng Gmail, thì các em sẽ nhấn vào nút đăng ký. Sau đó chúng ta nhập cái Gmail mình vào. Và chúng ta sẽ điền tên với họ ha. Sau đó bấm vào đồng ý. Và chúng ta chọn nét. Thì nó sẽ chuyển sang giao diện nơi yêu cầu chúng ta là kích hoạt tài khoản. Thì mình sẽ bấm vào kích hoạt tài khoản. Nó sẽ chuyển chúng ta đến cái Gmail. Các em nhìn thấy Zoom thì các em sẽ click vào đó. Rồi chúng ta sẽ bấm vào từ kích hoạt tài khoản. Thì ở đây nó sẽ chuyển đến cái giao diện của đăng ký của Zoom. Các em sẽ điền tên họ mình vào. Và sau đó là mình đặt mật khẩu cho tài khoản Zoom. Các em đặt xong phải có ký tự in qua số và cái ký tự đặc biệt. Sau đó chúng ta nhập lại. Thì tiếp tục nha. Ở đây thì mình có thể mời bạn bè đồng nghiệp của mình. Thì bước này các em bấm bỏ qua. Thì các em sẽ bấm vào bắt đầu là chúng ta sẽ chuyển tới cái Meet and Chat. Thì các phần sau là tương tự giống như cái thầy hướng dẫn ở lần 1.